Báo chú xin chào bà con cô bác trên màn ảnh nhỏ. Hay sáng thì gã chiếc quay anh Khoa 2004 nè. Bây giờ tôi gãy cục máy của nó nè. Máy đầu nào nguyên zin. Thấy không? Hai con này. Rồi tháo bò tháo ra không giống luôn nè hả? Thêm luôn 4 cái vô. Cái này mới vậy? Hai miếng à, nhưng mà cái này cũ cũ. Cũ sao kìa? Ai biết đâu, còn đưa cái mới vô là nó có giống. Tháo ốc đầu bò ra bán bà con là 4 ốc đầu bò 4 lông đền là 200 ngàn. Chúng ta go game quay được hết trơn. Tới đầu đợn trơn. Tháo là phải tháo kỹ thuật 2 con xéo vậy nè. Tháo trước 1 con 2 con xéo, 2 con xéo lại. Kỹ thuật có nó vậy đó. Rồi ốc đầu bò này tháo ra không giấu luôn bà con ha. Rồi ốc đầu bò với 4 lông đền về gắn vô anh Pha này kia nọ chơi thì 200 ngàn. Nhấn quay cho 10 thấy cũng được ha. Đó, đầu lòng với Tender Game Chót. Rồi cho nó gỡ ra đi, chút lên mâm mình bán luôn. Có sao? Gỡ thân ra luôn. Cái này cũng chết rồi. Bán đầu 1 triệu, lòng 1 triệu. Hết Tender. Kệ trên 600 cứ bán chị vậy cho cậu. Giờ hết Tender Game Chót nha, còn bộ đòi thì theo. Đây này, xe này đầu nồi zin nè. Chắc luôn. Máy chạy dữ dằn luôn, cũ đời đồ zin chân luôn đó. Tháo nồi qua lăn lửa đẹp không? Sườn lóc giấy tính không như được sai được bài. Tháo lóc bán sườn lóc giấy bán rồi anh bán cho sườn một có 500 ngàn à chạy. Bán cái này tiền đâu mua gạo chạy. Rồi tiếp theo video đây. Đầu lòng gỡ ra đây. Rồi bây giờ là bình xăng hôm bữa là em quay phim bình xăng tem lửa. Đó, bình xăng thêm lửa kim đồng. Tháo ra kìa. Nè, xài bình thường rời khỏi xúc coi về chân nha. Này mới xúc nha bà con nha. Anh em nào có tem lửa mà muốn mua đúng đời á, kim đồng nè. Kim đồng rồi cái này bằng đồng. Tháo trái gai ra coi kìa. Mua gắn vô. Ai mua co thì bán, còn mua thì thôi. À, tháo ra cái hoa lăng đẹp trai luôn. Cái bộ lửa đẹp luôn. À, đây thì cái đầu vỏ đầu nè. Nè hoàn toàn chưa chỉnh xúc bắp chăm chăm nha. Nè. Ốc hoàn toàn chưa chỉnh xúc bắp chăm chăm luôn. Đầu ghim nít tăng đa giờ sử dụng luôn. Còn anh em nào muốn mua để dành thì giờ ngâm cái hũ nhớt ngâm vô. Mua mình chai nhớt bỏ vô ngâm nó để dành. Thì cái này nó có dính đất đỏ, bên đây có bắn cát rồi nè, bắn cát nước nè, bắn sơ rồi nè. Sạch dời là xài luôn đó, gì là xài luôn nha. Trời có ông ngâm nửa cục máy giữa là ngâm nguyên trong phòng kiến luôn á. Có thấy rồi. Máy trăm mười mua mấy cái máy mua mấy xe bên cam vậy mà ảnh gã đó lấy lên lóc giữa bộ nội mà anh ngâm đó ngâm vô. Gì đâu cục máy 30 triệu mình còn chưa khè đó, có gì đâu khè. Đây ốc đầu bò với 4 lông đền nó 200 ngàn này nha, mới chát này ở gì không có dấu luôn nha. Ốc cũ còn cái gì hồng hồng à, để tao quen cái hai gã. Rồi, nó bốn ốc này vô bịch đây, bốn ốc với bốn lông đền tháo ra không giấu đó 200 ngàn. Rồi con lửa với hoa lăng. Lửa nè. Lấy con lửa mới chát luôn kìa. Hoa lăng đẹp luôn nè. Chút lấy cái nồi lao cái mấy cái hơi sét nè. Nè, còn zin mới gỡ lần đầu. Cái này nó có đóng cái đất đời là ngày 30 tháng 1 2005 trong đây nè. Thấy không? 30 tháng 1 2005. Trời ơi, hoa lăng nó quá trời đẹp luôn rồi. Hoa lăng với lửa này, lửa sáng giới luôn, 800 ngàn nha. Anh Khoa 24 lửa quá sáng luôn, mới tháo trực tiếp rồi. Hoàn toàn là không có bùa phép gì cho nghe bà con ha. Nè, dây mềm mộng luôn nè. Cầm cái con lửa thôi. Ồ, dây quá êm nè. Ô, super soi. Rồi, hoa lăng lửa là 800 ngàn ghi vô. Ốc là bò 200 ghi vô. Rồi, cái đầu bò ớt tân đa chưa chỉnh xúc bắp lần nào luôn có bắn cát lại cho sạch sẽ đẹp đẽ mà bắn cát nước nha. Đây tụi em bắn cát nước chứ không phải bắn cát khô nha. Anh em về là gì là gửi dầu là xài luôn đó. Rồi cái này lấy cái bọc lẫn vô đi, cái này 1 triệu. Cái đầu 1 triệu nè. Bình xăng con tem lửa kim đồng.
Cái này hả em thay cái bình xăng con đem lửa kim đồng để vô nè. Đó, hiện giờ xài tốt bình thường nha. Cái khóa này khóa mới nha, khóa zin theo xe nha. Bát le đẹp. Rồi bây giờ lấy cái bình xăng á thì bình xăng 88 tem lửa zin luôn á. Giờ xài luôn á, khỏi cần xúc rửa canh chỉnh cái gì chứ. Bây giờ cái coi xăng này là 100.000. Cái coi xăng của anh Pha 100.000 nè, còn cái bình xăng không á thì thôi bán 450 đi. Cái bình xăng không là 450, giờ xài luôn nha, trên xe rớt xuống khỏi xúc gì chứ, hổm xúc rồi ơi. Xúc cái đây 2-3 tháng như vậy trước Tết. Rồi nè, ghi vô chưa, bình xăng nãy nhiêu, 450. Cái coi xăng 100.000. Hai con ốc ở dưới đâu rồi? Rồi nãy lật tới hai ốc rồi. Hai ốc dưới miếng sắt nè, thì theo co. Rồi 4 lồng đền với 4 ốc này nè, 200.000 ghi chưa, đó. Vô. Rồi thằng này cho xuống luôn đi, rồi này xong này cho xuống đi. Rồi cái lồng. Cái lồng đây bạc đây, bê tông nè, bê tông rin nha, KFM nè, KEV chứ vậy. Cái lồng 1 triệu ở Tân Đa nha, giờ xài luôn nha. Nếu mà ai mà bị hư đầu lồng, mua đầu lồng này 2 triệu gắn lên xài rồi, xe nào bị vớt đầu á, nè KEV nè. Ê. Anh Pha thì xe gắn anh Pha lốc trắng lốc đen giống nhau nha, không khác gì hết nha. Đó, mình mua trực tiếp trên xe rớt xuống là hoàn toàn em quay lại trực tiếp luôn. gắn dùm phôi nó bị rồi vô à, nhà heo à. Nè, hai cái đầu này là ngon lạnh chân, không sọc không bể chân nha. Không sọc không ngon lạnh chân. Rồi, quá trời cái này em nó có dính đất đỏ, bên này em có bắn cát cho sạch sạch về xài luôn đó. Vậy là về giữa dầu là lên luôn nghe bà con nha. Rồi hai con ốc này nè, tháo ra với con thiết này đi theo cái lòng. Đừng có để trong đây, hiểu không? Đừng để ốc chặn vô vậy nó cắn nhau, nó mẻ cái lòng đó như là mình nước mắm không có liếm. Rồi ba nắp măng cá, chút xíu quay ba nắp măng cá luôn. Nắp măng cá còn đẹp, cũ đời. Bà hôm xem mình đời bình thường phải không? Cũ đời, đời gầm gầm luôn. Rồi cái này có dấu chạm nè. Cũ đời mạnh khỏe luôn, bao sống mạnh dù dù luôn nha. Tại vì hôm giờ đời gầm gầm mình xài 3-4 tháng này rồi. Có ốc này dẹo, hai con này không có dấu. Cụ đời Mitsuba Gin lỗi cục của anh Pha nhỏ, Gin theo xe. Đó, thì cụ đời này bán 3 xị đi. Rồi ghi vô cụ đời 3 xị. Cụ đời Gin. Đó, tháo qua lăng dĩ đăng đời nào chung nè. Dĩ đăng đời, dây sên đời nè, dây sên qua lăng đẹp nè. Đưa đây, đây quay cái coi, quay lại qua lăng chưa quay nè. Qua lăng Mitsuba nè, đẹp nè. Rồi lấy đầu chùi giùm đi, lấy nồi lao chùi đi, nó quay phim xong rồi đó. Nè còn im lắm nha bà con, hai cái đoạn mà bị dợp xét á, ít xịu à. Nè, lấy đầu mình chùi lại, lửa bao mạnh luôn nha. Qua lăng, dĩ đăng đài với cùng lửa luôn, chọn bộ của nó đó. Nè, cùng lửa là luôn, lửa nè đẹp quay đó, 800.000, dễ xài theo bà luôn. Nè, dĩ đăng đài đây. Còn gì nữa, báo số lên số bình thường nha bà con ha. Báo số hình như mua mới không có hả, báo số lên số bình thường không có gì, trong số 1 số 2 3 4 lên bình thường, dây còn đẹp mềm mộng luôn nữa. Báo số này bán 100.000, ghi vô báo số 100.000. Rồi tiếp theo video đây là cái lóc mang cá của anh Pha 2005. Rồi lóc măng cá này còn đẹp, anh em giờ lấn lên xe luôn, nó 500, có phút đồ đầy đủ nha. Nè, 3 miếng 500.000. Đó, có ti thâm nhớt, có con ốc qua da, ba ốc nắp tròn này đủ, giờ là bà con lên xài luôn nha. Tại ai muốn đẹp thì quánh bát cana lại, hoặc ai muốn sơn gì đó, làm gì đó, làm tùy hiểu quên ha. Bao nước bể 100%, nước bể hoàn tiền cho bà con luôn. Xe máy Gin mới gửi lần đầu trực tiếp tại đây đâu, bà con khỏi lo sợ vấn đề nước bể. Gon Gin vẫn còn nè, nó vẫn giữ cái nắp Gon Gin của bên nắp nồi vẫn còn nè. Cái này có kỹ về xài được nè. 3 miếng này 500.000. Rồi ở đây là nè, cái chiếc xóa làm dấu. Cái
Cái đây là cái bộ ốc dàn chân, không có ốc mái nghe, ốc mái đang gỡ bên đó nghe, ốc mái riêng nha. Đây là ốc dàn chân có anh Pha, có con cuyên luôn mà con cuyên không có được đẹp, còn dính đất nè, chưa rửa hết nè, không có được dàn khè. Thì sẽ bán cuyên chung cái này luôn. Cua này không phải là cua thành tinh. Đó, nguyên bọc dàn chân một đống vậy luôn nè. Thì bán 300 ngàn. Đó, giờ là anh em muốn gam hay là muốn làm gì đó là tùy hiểu quên thôi, dễ xài thôi. Dạ, dễ xài nha. Rồi hết trơn nguyên bọc dàn chân luôn đó. Có ốc áo luôn nha, ốc áo luôn, chỉ không có ốc máy thôi. 300. Đang gỡ bộ nồi nguyên xi nguyên zin nè. Chạy giờ nó tăng đa zin vậy đang bán 600 thôi, anh em mua về xài luôn không cần thay bạc đạn một vòng như. Bộ nồi zin chón nữa kìa. Đó, cái lóc giữa bán xô, lóc giữa bán còn một lóc dưới sàn nữa 400 ngàn. Lóc giữa bao sơ mi, bao dân ngăn sơ mi luôn, còn cái thinh. Như là mình mới zin mình mới gã. Nó gã mới zin ra như này, nồi zin, lóc giữa zin. Thì cho nên cái lóc giữa zin mình tháo lần đầu á không có bợ sợ nó bị xì nhớt, giờ chúng ta thay đồ nó an tâm hơn. Lóc măng cá 500 ngàn này cho xuống đi. Đây, cái bộ nồi của anh Pha 2005 nguyên riêng, giờ gắn 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 được hết. Bán bộ nồi là có bi chính nồi và cái muỗng nhớt luôn đó, bán chung nguyên combo. Nè lò xo còn nhảy bình thường nữa không? Trước tiên mình coi lò xo nè, ngon không? Ngóc này có số 12 nha. Chiều nay ra 12 nè. Bao lô. Bao lô 12 rồi hả? Cái nó mày số 13 đâu mà cải táo. Cái nó mới đèn máy lên. Bỏ vô bạc càng. Thường là bán rồi. Đây bố nguyên kia nha, cái máy này nè, bố còn dày cui luôn, xe đang còn chạy hì hì luôn á. Nè. Bố anh LK hàng zin theo xe chữ đậm nè, anh LK chữ khuyết sâu đậm phải không? Bố còn dày dữ tận luôn nha, giờ là xài luôn nha bà con ha. Bộ nồi này chịu gửi nha, chuông có sọc hơi thôi nhưng mà nó chạy quen chiều rồi, chúng ta không cần phải làm chuông, không cần làm gì cho nghe, làm là thất bại nha. Giờ là gáp vô là xài luôn á. Nãy nhỏ nó có làm dấu nè, cái chuông cái này là chúng ta chỉ đi qua một mắt thôi, nhầm cha đẩy lên hai mắt đấy là một mắt thôi nha. Rồi có sọc hơi, bộ nồi chịu gửi của anh Pha 2005 nguyên zin. Bố còn dày cui luôn nha, nè, dày dục luôn nè. Bố là có mẻ theo thời gian nhưng mà giờ xài được tốt bình thường không sao hết, mẻ nhăm nhăm không sao hết. Bộ nồi trước nồi sau đầy đủ phụ kiện luôn, bi chính nồi luôn, bán dòng vô hết trơn đây đây, chịu gửi. Chừng nữa chim vô hay lát này bảo vệ lần này vậy nè, lấy đầu mình chim trong này cái nhưng mà đã ép chơi chung vậy nè, miếng giấy vô rồi gửi đi không có sợ nó đập bể bố ba càng. Giờ quá trời ơi, răng cỏ còn quá êm luôn ha, không có bị nhâm luôn à, mở máy chạy như quỷ mà. Rồi chọn gói bạc đạn khâu đầy đủ cho gỡ ra có chiều gửi ra. Rồi ok luôn bà con ha. Phần này nồi cho qua anh em là nhanh tay chốt con nồi giờ xài nha. Ai mà bị gất nồi chạy không em đó thì bán chọn gói đó. Rồi vừa bi chỉnh nồi nè, muốn nhớt bộ nồi rồi chiều gửi cho qua. Bán cái dên rồi dên ở tầng đa này 600 nè, bộ số nè 600 nè. Đó ở tầng đa. Rồi cái lóc giữa ở tầng đa bao sơ mi luôn là lóc giữa 400 ngàn cái rồi. Còn cái lóc số 300 ngàn. Rồi combo cốc số cốc đạp gì đó. Cái cốc cần số có công không? Công ít. Công là công, không là không ít nữa. Cốc số cốc đạp lò xo con chó cần lừa, nếu mà công thì bán 100 ngàn này cho nó gọi luôn đó.
Rồi tiếp theo đây là cái lóc giữa đây 400.000, ếch tăng đa. Nó ghim chón nước nhôm đẹp. Bao sơ mi, bao dân găng sơ mi nè, chăm chăm, bao xì nhớt lô này luôn nè. Cái dên. Dên ếch tăng đa. Đó, giờ xài luôn nha bà con ha. Đây không kêu gõ vậy nghe. Lấy đầu đựng, để cái điện thoại xuống dưới, lấy đầu đựng nè, lấy cái thùng khác. Nè mấy cái này không có hư gì nha. Mấy này không có bị mòn, không bị hư gì nghe bà con nha. Bên đây cũng vậy nè, còn mấy màu nè, giờ nó tăng đa về xài luôn nha. Rồi ok. Giờ hết trơn này rồi. Dách số đây. Dách số nắp tròn 300.000 luôn đi. Rồi cho xong luôn. Lóc số có tăng cam đàng hoàng nha. Bộ số 600.000 đây. Nó ngon lành luôn. Trên xe ghim gãi xuống là ok. Bà con đừng mua xe gớt. Nó thật sự xe gớt là không bao giờ em gã. Xe gớt là bán lỗ nguyên cục vậy đó, chứ không bao giờ bán gã. Bán gã thất bại liền. Đây số quá đẹp luôn. Ừ. Số quá đẹp luôn. Số gì mà em bán có 600. Nè. Chân cỏ đồ ok luôn nha. Rồi cái nhôm xích tải nè. Nhôm xích tải là 5 màu quanh luôn nha. Ốc máy đây. Ốc máy 100.000, bao gồm hai bên ốc máy không nha. Nè ốc máy máy ghim gỡ ra nó trắng phiếu thân vậy nè. Rồi mấy cái đầu này anh em muốn về mà gam ghiếc hay muốn làm gì đó làm. Ốc máy 100.000. Cốt cần số hơi cong cong hơi nè. Cái này sửa lại được nè. Rồi cốt số cốt đạp lò xo con chó cần lờ 100.000 nè. 100.000. Rồi bộ số 600. Rồi hôm nay clip này là nhiêu đây nha bà con các bác ha. Xe này xe nguyên riêng cho nên gửi cái đồ gì nó cũng chắc nịch chân á. Từ bộ số đến cây dên hay là lóc giữa đến chất số ha. Đầu nào chắc là đầu lòng rồi im hết. Bộ nồi rồi đó chạy rất là bóc giọt luôn. Xe này là em chạy trước Tết tới giờ đó, em mua xe nọ giờ là em để em chạy, nó máy nó dữ lắm, chạy trước Tết tới giờ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con các bác nha.